Ra mắt Forzenger 2022, đẹp như F150, màn hình dài 9.12 inch, sức ép lớn cho Mitsubishi Triton và Toda Hilux. Ford Australia chính thức ra mắt thế hệ kế tiếp của dòng bán tải cỡ trung Ranger với sự lột xác về thiết kế và tính năng, trang bị. Forzenger 2022 được thương hiệu chủ quản tới từ Mỹ khẳng định là thế hệ thông minh nhất, linh hoạt, đa năng nhất và cũng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của chiếc bán tải cỡ trung khi chứng kiến nâng cấp toàn diện ở cả 4 mảng công, nghệ, tiện nghi, khả năng vận hành và thiết kế. Ngoại thất Forzenger 2022 đặc biệt dễ phân biệt với thế hệ trước khi có nhiều điểm tương đồng với. Hai dòng bán tải khác của Ford cũng ra mắt trong năm 2021 là Maverick và F-150 đời mới. Hệ thống đèn ban ngày hình chữ C trên Forzenger 2022 không ít thì nhiều lấy từ Maverick, bên cạnh là tản nhiệt mới lớn hơn có thanh ngang chạy giữa xuyên qua khu vực logo Ford và ăn cả vào cụm đèn trước, này sử dụng công nghệ LED ma trận lần đầu tiên. Lùi về phía sau một chút, cả capo và hông xe Forzenger 2022 toát lên vẻ cơ bắp, góc cạnh trái với phong cách mềm mại của người tiền nhiệm. Kết cấu khung cửa sổ và đường nổi chính chạy ngang hông được giữ nguyên. Đuôi xe Forzenger 2022 được làm lại cửa hậu và thay hoàn toàn mới cụm đèn, đồng thời dòng ký tự Ranger khổ lớn này nổi bật hơn. Cản sâu tích hợp bậc thềm giúp người dùng dễ tiếp cận bồn chứa đồ sau hơn trước. Nói thêm một chút về bồn chứa đồ sau, khu vực này trên Forzenger 2022 này lớn hơn trước một chút nhờ kích thước xe tăng nhẹ, rộng hơn 50mm, chiều dài cơ sở cũng tăng 50mm. Ngoài ra, lót bồn, các cột mốc chứa khoang mặc định, hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm cùng nhiều điểm trăng dây hơn cũng hứa hẹn giúp ích cho người dùng không nhỏ. Như đàn anh Ford F-150 2021, Forzenger 2022 có cửa hậu đa năng khi có thể biến hóa thành bàn làm việc tạm thời cho người dùng khi tích hợp bộ đồ nghề bao gồm thước kẻ và kìm cắt. Trong video ra mắt của Forzenger 2022, có thể thấy xe có 3 cấu hình là ốc rốt vuông đờ rách, cabin đơn và cabin đôi. Hãng cũng đã công bố danh sách đồ chơi đi kèm Ranger hiện tại, đã có xấp xỉ 600 loại phục vụ mọi mục đích. Bước vào nội thất Forzenger 2022, có thể thấy giao diện thiết kế màn trung tâm dọc đang rất được Blue Oval ưa chuộng, thể hiện qua Explorer hay Mustang Mach-E mới, tiếp tục được ứng dụng trên chiếc bán tải cỡ trung. Không còn nội thất lỗi thời nữa, giờ cabin Forzenger thuộc diện hiện đại nhất phân khúc của mình. Với màn trung tâm 12 inch chạy hệ thống thông tin giải trí SINC4, bên cạnh là bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn. Khi kích hoạt chế độ lái off-road, màn trung tâm sẽ chuyển sang hiển thị các thông số liên quan tới mảng này như góc đánh lái hay góc lăn. Tương tự các dòng xe Ford ra mắt trong thập kỷ này, Ranger mới cũng hỗ trợ các kết nối hiện đại chẳng hạn khả năng mở hoặc khóa xe hay kiểm tra hệ thống bằng ứng dụng Ford Park từ xa, phần lớn phần mềm trên xe cũng được cập nhật qua kết nối Internet. Yếu tố công nghệ, tablo Forzenger 2022 cũng hiện đại hơn hẳn với hốc gió điều hòa khá phong cách cùng ốp sơn màu chạy ngang phía dưới. Cụm điều khiển trung tâm được làm lại gọn gàng với cần gạt số truyền thống làm trung tâm. Chỉ khâu tương phản, vô lăng mới và có vẻ, các vật liệu chế tạo cao cấp hơn là một số yếu tố quan sát được khác trên Forzenger 2022. Một số chi tiết Ford hé lộ thế hệ Ranger mới sở hữu nhưng không thể quan sát qua ảnh bao gồm bàn sạc điện thoại không dây, các khoang chứa đồ nhỏ tiện lợi tại cửa, cụm điều khiển trung tâm, phía sau hàng ghế sau hay cả tại nửa trên tablo. Bên dưới capo Forzenger 2022 là ba tùy chọn động cơ diesel tăng áp, bao gồm một bản V6 3.0L mới mang thông số cực mạnh nhưng lại chưa rõ. Các bản 2.0L 4 xi lanh tăng áp đơn và đôi sẽ được bổ sung sau. Ngoài ra, các tùy chọn động cơ xăng bao gồm dòng 2.3L EcoBoost 4 xi lanh giống bờ dòng câu hay Mustang. Thông số tham khảo tạm thời 270 mã lực, 420 Nm men xoắn. Ba tùy chọn hộp số tùy thị trường mà sẽ có một số loại vắng mặt, bao gồm sàn 6 cấp, tự động 6 cấp và tự động 10 cấp. Xe có 3 bản dẫn động là một cầu, 2 cầu bán thời gian và 2 cầu toàn thời gian. Ford không nói nhiều về khung gầm Forzenger 2022, nhưng xác nhận trang bị này đã được cập nhật với cấu trúc phía trước mở ra nhiều không gian hơn phục vụ động cơ V6, cũng như các tùy chọn mới chẳng hạn hai bờ rít sạc điện có thể chào sân trong tương lai. Trục trước đã được kéo dịch lên phía trước để tạo góc tiếp cận tốt hơn, trong khi giảm sốc phía sau được chỉnh lại vị trí để tối ưu tiện nghi hành khách. Forzenger 2022 sẽ chính thức đi vào lắp ráp tại Thái Lan và Nam Phi từ đầu năm sau, với thông số chi tiết cũng như biểu giá từng khu vực hé lộ dần dần. Trong phân khúc này nổi lên một cái tên, đó là Mitsubishi Triton, sản phẩm đang chiếm đến 10% thị phần bán tải tại Việt Nam, là đối thủ của hàng loạt cái tên quen thuộc như vua bán tải Forerunner, Toyota Hilux, Mazda BT50, Chevrolet Colorado.
Ở thế hệ mới 2022 với nhiều cải tiến, Mitsubishi Triton đặt mục tiêu đưa Triton chiếm lĩnh 15% thị phần tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về dòng xe này có gì để đạt được mục tiêu trên. Tên xe Mitsubishi Triton 2022, số chỗ ngồi 5 chỗ, kiểu xe là bán tải, xuất xứ nhập khẩu. Kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5m305, 1m815, 1m795, khoảng sáng 2 cầu 300mm. Kích thước thùng hàng 1m520, 1m470, 475mm. Động cơ 2.4 diesel Mivec DI 2 power và 2.4 lít diesel DID low power, dung tích nhiên liệu 75 lít. Loại nhiên liệu diesel, công suất tối đa 134 đến 179 mã lực. Momen xoắn cực đại 324 430 Nm. Hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Hệ dẫn động 2 cầu four wheel drive. Treo trước sau độc lập tay đoàn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng nhíp lá. Phanh trước sau, đĩa thông gió tăng chống. Tay lái trợ lực thủy lực. Khoảng sáng gầm xe 220mm, cỡ mâm 16-18 inch. Các bạn vừa theo dõi video clip Mạnh Phiêu review chi tiết Ford Ranger Next Generation 2022 mới vừa được ra mắt trên thị trường toàn cầu, và dòng xe Mitsubishi Triton cũng mới vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Sắp tới khi nào Ford Ranger 2022 sẽ được bán chính thức tại thị trường Việt Nam? Hãy chờ xem, có thể là đầu năm sau đã bắt đầu sản xuất và quý 1 năm sau chúng ta có thể nhận được xe. Đây là thông tin dự kiến của Mạnh Phiêu. Các bạn thấy như thế nào thì hãy chia sẻ ý kiến quan điểm cá nhân bằng cách bình luận và rung chuông để theo dõi video clip lần sau. Cảm ơn.